Tiếp này, cái mô lần này có người này. Nói thằng Rip đã làm em cười quá cho nên bắn không tập trung được, anh hiểu không? Anh cũng biết em cười cái gì đó. Ok, mình không mở. Có gì thấy người thì pin vị trí người lên. Enemies ahead. Enemies ahead. Không bằng nói mà pin thì được. Giờ này đông đấy. Chơi luôn. Giờ bắn đàng hoàng này. Bắn đàng hoàng. Chúc bạn may mắn lần sau nha. Đấy, không quan tâm nữa, xuống cái đã. Đừng quan tâm có người hay không. Clear. Clear man. Mấy bạn đâu đi chừa khu này cho mình được rồi. Chừa nha chứ bạn nha. Rồi cao hình như có K98 M4 vậy. Có K98. Em không có gấp tên em lại lút xếp này. À nó đây, nó đây. Lia. Knock này còn một thằng thôi. Lia. Kìa, tôi hát ăn trời khói kìa. Tao trời. Chúng bạn này. Chứ mà luôn cả. Lia. Trời ơi anh. Wow. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Chiều hai coi tao. Sao mọi người xí chỗ hết rồi có mình đang chạy. No. No. Để chạy đằng sau lút đây. Thôi mình lấy cái nhà bự này đi. Để đằng sau lút lên. Vô cái giáp ba nè. I got supplies. Nghe. Nghe nè, sao không bắn nữa mà out ra rồi. Dạo này Tùng Sơn còn làm ở đó hả ta? Hai gian này cũng theo phụ kiện. Nè bắn hai bắn top 1 hết rồi. Cứ không hết là top 1 hay gì. Đợi gặp hết thôi. Qua gặp hết chẳng lan chán quá. Gặp hết tao cũng không sợ. Gặp hết tao cũng không sợ nữa. Bắn thua tao viên chỉ có chết thôi. Anh Quý bắn hơi bị gắt. Gặp hát là chưa mày chưa thấy nó bắn vô đầu mày. Kiếm xe đi, đợi xe nha. Năm mà lưu là thắng hết của năm 2019 rồi. Chẳng này nghèo dữ ta. Năm mà lưu thắng hết của năm rồi. Người ta gọi là năm xanh. Người ta gọi là năm xanh đó anh. Mày gọi năm blue. Năm blue chứ không phải năm blue. Nó bluetooth rồi. Jesus Christ, great. Em ở xa quá, đợi sớm anh. Nãy em hơi bị mất cười cho nên không tập trung được nữa. Có một dư nha. Dư tí nữa tôi lấy. Má mình lúc có tay cầm đi dục đồ quá hồi đi kiếm lại. Tỉnh. Mấy cái dòng này kiếm miếng đạn mới rộng có nhận dùm nha anh em. Đang cần hai cái. Ok có một cái luôn. Ok. Yêu đúng lúc đó 10.000. Còn thêm okay. Một tao cũng có xe đâu phải trưởng à, có chiếc không xe, có xe. Chiếc xe chở lợn này giữa tao cấp 8 với cấp 6 nha. Lamborghini ở đằng kia mà qua liền. Ok Lamborghini mà dư ba cấp như hai cấp 8. Em giờ chỉ cần ý 6 thôi để em thể hiện. Em có 4 cái này nè. Nó có một cái máy ít tiếp là chẳng có mất. Đây tao mưa. Đây,
cái luôn, mình còn hai cái thôi. Đó, bằng lửa, cái nào bằng lửa đi. Tôi bò 2000m nữa kìa. Em chạy qua mấy cái đâu chơi luôn. Thôi chạy lên này đi. Vô bò dừng nó bơm máu quá nhưng mà. Ok. Hết máu thì còn mấy giờ? Lát. Chỗ nào vậy? Nó ở đâu vậy? Ở trước mặt em, trước mặt trên đồi nè. Ờ rồi. Ôi trên đồi này. Đồi cao cũng có luôn rồi. Chiếc thằng lẻ. Trên đồi cũng đồi có. Đồi cao tiếp khác nha. Đồi cao bắn. Tiếp khác. Dừng. Đồi cao hình như có cao 98 mời tư vậy. Có 98. Em không có gấp tay em lại đút xác này. À nó đây. Liền. Ôi, thủ quá hai bên nóng hết rồi. Tao canh một viên rồi. Bà ra theo đây, bà cứ ở đây, đừng đứng đấy, giờ bị cứ bay. Lìa rồi. Thằng khác nó bắn được tao. Ơ, ca này quý ơi. Có rồi. Ê, mình có chiếc xe. Đây, có bằng VIP nè, có chứ. Lấy rồi. Lấy bằng VIP rồi. Thôi, đi bo, chiếc xe này. Giờ mấy cái đồ, giờ mấy cái đồ mà. Đây chứ, vô nhà này, lên chiếc xe. Em xin phép được chiếc ạ. Hello, xe là sao em, mọi người ơi. Dưới đường. Ok, chờ em kìa. Chạy lại em kìa. Cứu em ơi. Nào, quay lại đằng anh đâu rồi. Lên, vũ lên đây, nó tưởng một thằng hơi. Còn nữa. Nó này còn một thằng hơi. Liền. Hai anh Quý ơi. Mày bắn anh em tao hả? Ôi, có người bắn rồi. Bắn nghe... bắn cái đâu? Nhà thì đâu? Nhà thì đâu hả? Tới. Chạy. Lên đồng này bắn xuống đánh rồi. Em sắp hết... sắp hết xăng rồi đó. Lên đó ông Khải. Ê, có bất kỳ dưới rồi Khải. Ok, dạ đi. À, có bất kỳ kìa anh hả? Đi. Xe sắp hết xăng rồi mọi người ơi. Nhìn bò kìa. Đường kiếm xe. Anh nhìn cái đường mình kìa, đẹp quá. Mong là cái đường bên đây có xe. Không có. Anh nào cứ đánh đứt em ấy nhờ. Rồi bò đang theo đứt rồi. Bò giờ đứt. Thế thôi. Nói chơi cùng thi chạy bò marathon. Lần thứ em. Chúc anh Khải may mắn lần sau. Bây giờ má thằng Bogey Cado nó đi bộ hả? Thấy đi xe đường nào rồi? Chắc gì? Ôi, dưới đây có xe nè. Ở dưới này đéo có xe. Phải trướng. Rồi, cuộc thi marathon bắt đầu. Má chạy đường này. Bây giờ mấy nữa. Má tự chung nó bắn chạy đâu kịp luôn. Chữa qua góc chấm xanh chấm đỏ. Chúc cái team mình may mắn lần sau. Mình biết vô bo được rồi không nè. Tại sao may mắn? Ừ, má lên nữa bắn ngon à. Em cũng muốn nói một câu nữa là chúc team mình may mắn lần sau luôn anh ạ. Mình bắn lần thứ N. Đừng lên núi đó, lên núi trong xanh lá cây, núi trong xanh dương kìa. Má giờ phải chạy vòng qua đó nữa hả? Bò đã đẹp, còn mày giờ đâm thẳng lên là mày gặp bọn chum ngay. Giờ đâm thẳng lên là gặp cái núi bọn chum. Chum nó đứng ngay cái núi, ngay chỗ Trường Sơ rồi. Em cầm hộ 46 lên chơi. Ui, xe nó đây nè. Ui, có khói luôn. Chắc là Picado. Cướp xe chạy qua núi kia không? Ôi tụi nó chung khói nè. Đâu khói nè. Ôi có hát. Ôi hát. Thịt mẹ. Cú chạy bo luôn rồi bỏ. Hát vô đâu hết chân. Cứu đi. Bỏ anh Khải chạy luôn Khải. Vô đéo kịp rồi. Khải đâu rồi? Cứu Khải.
cú bơm máu chạy bo. Xé một lần hai thằng luôn anh ơi. Có xe, có xe, có xe. Nhanh, nóc một. Ủa chưa nóc. Ôi hát bắt tử anh ơi. Xe không chết, xe không chết, xe không chết. Xe nó quá trời, nó không chết luôn. Trên núi này có người nha, trên cứu em. Trên núi này có người nha. Dân dân có người. Trên núi có người. Trên núi có người mà. Rồi, bom đi. Trên núi thấy có người mà. Lúc ra chỗ bo thấy có người. Thằng kia sấy gì mà không chết luôn. Ngoài bo luôn mà không chết. Né thằng khác chứ. Né tôi thấy gì mà hai thằng bay nóc hết mà. Ngâm đi đầu. Ôi, trên núi có luôn. Vãi lên. Tức, tức, tức. Lẹ lẹ chạy bộ. Ok ok, cho bộ lên đường này. Nó trước mặt này. Nè nè, trước mặt này hướng 355 nè. Má xe dạy đứng chết. Hai viên thôi. Nóc. Mà em chạy đâu. Tao viên khi một MK, khi một viên M1 bộ M24 thì chạy đường nào mà thoát. Đẩy lên, lên tên nó luôn. Gà gà, tôi hát ăn trời khói kìa. Tao trời, tao trời. Trước mặt này, trước mặt này, trước mặt này. Chứ mà luôn cả. Liêu. Trời ơi. Ấy ơi. Ok, em xấu. Em hấp bằng nhau kìa, em hấp bằng nhau kìa. Ok, còn cái nón phía dưới. Được cái nón ba ngon ấy. M24 này. Nó chỗ nào vậy? Ok, dưới núi này. Má nó xây hụt. Cây, cây. Cây, cây, cây. Lên gốc cây tao đẹp nè. Kê được nó nè. Tao bay, tao bắt lại luôn. Tao bay cái đứng đó, tao đứng như này tao bắt cho. Còn thằng nó đâu? Còn thằng nó đâu? Bồ nó. Quên khói cover nè. Khói không cần cover. Tao cầm bo cho nó chạy ra. Nghe trước mặt mày quên. Nghe tao. Enemies ahead. Okay. Quý ra đi thật rồi. Nóc một. Còn một. Còn thằng hát, còn hát. Ôi, cái em nó có một thằng thôi, còn một thằng lẻ, còn một thằng lẻ cho này. Còn một thằng lẻ nha. Thằng nói một thằng bất tử. Đồ má có khi nào bất tử bị lỗi giống bữa nữa không? Chưa lòng đất giống bữa nữa không? Hồi nãy em say nó ngoài bo chạy quá, em say nó quá trời luôn mà nó không chết. Em nhớ ừ. Còn cái gơ này, cái gơ này. Enemies ahead. Gơ này chưa chết này. Thằng Nguyễn gì á? Thằng Nguyễn gì á? Cái người gờ á. Cái gơ này tao chưa chết này. Rồi hát rồi, hát rồi. Hát chưa lòng đất rồi. Hát rồi. Thằng đó, thằng nó bất tử. Say nó không chết. Cái gơ này chưa chết này, lên đây đi. Chết đéo gì, chưa lòng đất rồi. Nãy bo còn đau mà em chết luôn. Easy. Vãi. Tao biết cái gờ này, tao biết cái gờ này mà. Ok, nếu anh em cảm thấy clip hay thú vị nhau đó làm một like xem ủng hộ video mình nha anh em. Có 18 kia. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.